Khát nước nhỉ. Hi anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của sĩ Z. Ông mình Sifra sống được không nhỉ? Magic water is the origin of all life. Làm trận trợ thủ chứ. Mình vừa chơi một trận sử thi xong. Một thằng nào nó ra một con butterfly 2 ấy, xong rồi cho mình sấy ra cho mình chết anh em. Vãi nhái thật. Bây giờ vẫn sốc. Chắc đổi những con Sifira này hơi ít đam, chứ chắc là nó sống được 33 con này. Công ty chết không? Không, vẫn sống được mà. Vấn đề. Mình chơi một con Sifira thôi. Một con bán thần. Một man. Thương này. Thì anh hắc ám trận này nhá. Hắc ám trận này thôi, chẳng có gì. Patron. Có Vio, có Dashi. Hắc ám bây giờ mình có thể đánh hắc ám gì nhỉ? Rác còn lau đi. Hắc ám thì mình có thể đánh gì nhỉ? Hắc ám thì mình có thể đánh hắc ám trợ thủ. Lâu không chơi hắc ám trợ thủ. Hắc ám trợ thủ thì gần như là khả năng on top rất là cao. Ô bế con Na này, ngon phết. Lau ulti phát. Ulti một phát. Sephira ulti một phát. Không sao. Vio ulti phát. Khá khỏe em ơi, không phải yếu đâu. Bây giờ có hai này này, trợ thủ à? Trợ thủ đâu ta? Cái nào trợ thủ à? Vãi nhái cái gì đấy? Bạn chơi mình à? Bạn chơi mình à? Muốn khóa lại ghê. Trời, thôi bỏ lau đi. Chơi xử này đi. Mình muốn mua con này nữa. Dashi. Mua con. Chưa dám mua con này, khả năng khóa lại chăng. Xem thắng nhá, xem thắng hay thua nhá. Thắng thì mình sẽ bán con rat đi để mua con này luôn. Mình chỉ cần con Anete thôi. Dashi ulti phát, ok. Vio bắn thường một phát ngu si, ok. Chết này. Vio đần quá, bắn thường đi, bắn thường đi. Ôi dồi ôi, đừng đần nữa em ơi, khóa lại. Đần tê, đần như một con chó cún vậy. Ây da, si ba. Phải thua xử đi anh em ơi. Mua Dashi rồi phát. Nhớ Dashi á. Mua thêm con Anduin cũng được, nhưng mà không cần thiết lắm nhỉ. Dashi cũng không cần thiết. Hẽ lên Dashi 3. Cũng được. Thử ván Dashi 3 cũng được. Dashi 3. Bình thường trợ thủ mình toàn đến 2 là chính nhá. Bắn tay 2. Hay là mình làm một trận trợ thủ 3 nhỉ? Chưa làm trận nào trợ thủ 3 cả. Cũng làm một cái gì để content được. Mặc dù cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy đâu, vì mấy con trợ thủ này yếu xíu mà, nhưng mà nên làm thử cho hay thôi. Không thành vấn đề. Chơi game phải vui anh em. Vui mới chơi đúng không? Ui thêm con này nữa. Trời ơi. Ôi giời ơi, các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn à. Tôi bán sử này nhé. Bán sử này lên 40 vàng em ơi. Này chơi game gì nữa? Hả? Thế này thì chơi game gì nữa? Vừa vào đã cho 4 con trợ thủ cái này luôn này. Trời má Sài Gòn. Lại thắng rồi. Trận này lại thắng rồi. 96 máu. Thế trận này mình thắng nhé. Trận này mình đánh thì thắng. Sephira này hơi hơi mỏng. Ai, sai ai, sai ai, sai ai. Ai, sai ai. Here. That's good. Mình có thể cho đồ cho con lau, mình cho đồ cho con Dashi cũng được, tùy, không thành vấn đề. AT chắc bỏ rồi. Mua thêm con Dashi thế nhở, hay là Dashi 3 nhỉ? Dashi 3.
Itashiba. Biết thế cho đổ nó lau anh em, lau nó ulti nó xa hơn. Khỏe lắm, trợ thủ đầu game nó khỏe lắm các bạn ơi. Nó bất tử lắm, nó cứ phải gọi là bất tử lắm. Làm trận Dashiba được đấy, thử. Dashiba dễ không mà. Dùng con giấy giáp của mày. Thôi thôi. Thôi, thế thôi. Thế này thôi. Không cần suy nghĩ. Don't need to think, boy. Don't need to think. Emily. Chrissy cũng được, thì nó tím mình chơi con một con teo cũng được. Rat. Tạm thời này thôi. Nếu Nomad này cũng chẳng thể chơi đâu. Kích thêm một hệ thì mình có thể kích hệ gì nhỉ? Chả hệ gì, kích mỗi pháp sư. Thêm một con Rat nữa. Hai pháp sư. Thêm con bán thần nữa, ba pháp sư. Rồi luôn. Lau ulti phát em. Trợ thủ các thứ. Uầy. Vãi ấy, đau, đau đấy. Và ulti đau đấy, Dashie. Thêm một nữa. Thêm một nữa. Con liềm. Ui ai ai bạn ơi. Dashiba không có ý nghĩa nhiều em. Dashiba này hơi yếu. Tí ra Ngọc Đại ra truy hồn, à ra truy hồn rồi. Tí ra Ngọc Đại rất là ngon. Dashiba. Nói là mấy con cọc khẻ như vậy. Lấy gác về cũng được nhưng mà mình cũng không cần lắm nên là thôi không cần đâu. Sẽ cho đồ này cho con Malocco nhé. Malocco 30, 50, không có bán thần nhỉ? 50, 30, 20, 50, 60, 70, 75 cho Dashi. Mua Dashi 21.000 gam. Ok, lấy Dashi 3 cũng được em ơi. Lấy Dashi 3 mới lấy Sephira 3. Hay là Sephira 3 nhỉ? Ờ, nhưng mà khó lắm em. Lấy một Sephira sao lấy được con Sephira 3 bây giờ. Sephira 3 ra có ý nghĩa gì không? Thì nó mất rồi. Sephiraba. Nghe như tên thuốc nhỉ. Sephiraba. Malocco nhảy em phát nữa. Malocco Sephira. Bỏ lau 2 nhưng mà không dùng lau lắm nhỉ. Anh trợ thủ sao dùng lau được. À hay đánh cái đội hình 1 tỷ pháp sư 1 tỷ trợ thủ nhỉ. Ta. Nhưng mà có thương anh em ơi, hay đánh phù thủy. Đừng có điên nữa anh em. Thấy không nhỉ? Cũng muốn đánh các đội hình pháp sư này một lần. Nhưng mà ra hai thương thì hợp đánh hắc ám hơn chứ không hợp đánh bán thần. Hai thương rồi. Thôi. No. No no boy. Hôm khác nhé. Một ngày nào đó. Chứ mình muốn trận một trận top 1 nó cuối tuần yên ả thôi. Chứ đánh một cái trận 6 pháp sư 12 thương này thì không hợp lý lắm. Cũng được anh em ấy. Kể ra cũng được đấy. Nhưng mà có thương thì đánh hắc ám rồi nha. Nguyên tắc thôi. Có thương là phải đánh hắc ám. Không khác rồi. Rồng 11 con này, Nakot còn 10 con. Cuồng chiến. Mình có thể kích thêm một cuồng chiến hoặc mình có thể kích thêm một con pháp sư. Tùy xem ra đồ gì nhé. Đáng thích pháp sư ngon hơn thôi, có Lily hoặc Thane, chơi Thane thôi. Là basic thôi, chơi Thane. Trợ thủ Void, Void thì không cần đâu. Mặc dù cũng... Ui, không ai lấy Void luôn này. Void đúng không nhỉ? Void có sai sai không ta? Cảm giác sai sai cái nào nhỉ? Voi à?
Ma tộc thì khó, ma tộc thì ma pháp nghị viện không kích được. Kích thì kích trợ thủ này, kích hắc ám này. Thế mình có thể kích thêm một là pháp sư và hai là cuồng chiến. Khó nghĩ nhỉ. Đang sang suy nghĩ anh em. Ma tộc chắc mình lấy một con thôi, lấy hai con ma lốc làm gì. Rồi ma lốc bị ăn choáng. Đây. Lại nhà hai con Flo này sống dai vậy. Sống dai với bà nội. Sống dai vậy bà cô nội. Lấy choi cũng thích anh em ơi, nhưng mà ê lấy choi cũng thích bởi vì có con thên xong rồi mình có một cái thương rồi, nhưng mà lấy dây chuyền cũng cũng ok cho con rồng nó thổi nhỉ. Khó nghĩ quá anh em ơi. Lấy choi nhé, chẳng chẳng lại không có voi trong nào mà cũng cần cần một cái choi ít nhất là không. À bây giờ gần chết rồi, con này bán thần. Ừ. Muốn cho con ma lốc vào không nhỉ? Bây giờ 40 mana nhá. 40 cộng 25 là bằng bao nhiêu? 65. 65 cộng 30 bằng 95. Ma lốc sẽ nhảy được. Nhưng mà floor cũng khỏe nhỉ. Rất là nan giải. Cái này cho bèo cho lau thôi. Lau sẽ ulti khá là nhiều. Truy hồn cho lau thôi. Họ nghĩ ta mà lốc phải thôi nhá, còn mà lốc vào được lo hết tạm thời như vậy thôi. Voi cũng muốn đánh nhưng mà không hợp voi. Mày có thương không? Một bạn để thương bên kia bắt được con bên kia, một cái thương bắt đáy bên này, đổi sang bên này cũng được, bắt sang bên góc này này. Thì một bạn sẽ bắt thương ra thì mình sẽ bắt một con và không con nào phải bay. Đây hả? Thế là mình nhảy xong bắt con thêm nó quẹt đây. Ơ, không bắt được con thêm. Thêm này xiên nữa phát. Ai ăn thêm quẹt phết anh em ơi. Ngồi con thêm phải thế. Ma lốc. Biết đâu ra floor 2 em ơi, sắp ra floor 2 em. Ôi kệ đi. Lao 2 thì thôi, không cần. Ta không cần nhà ngươi. Ma lốc thì cứ tham ăn voi mà thôi. Vất sướn voi. We see tiền chơi được không nhỉ? Mong bắt chéo, muốn đi ngang. We see vẫn giữ lại được. Ma lốc thì cứ cho ma lốc vào cũng được ấy. Thôi đánh floor đi, kệ bà. Nó chọn con floor nó còn kích cái Noma nữa anh em. Con Noma này cũng hay, đầu game cũng ok. Để floor. Để sắp đến floor 2 nữa rồi. Trận không ai đánh thú à? Một thú, hai thú, ba thú. Ok, đi tìm rồng tìm nắc nào. It's about time. Già luôn mới sợ. Rồi, giờ đánh nào. Này. Xong rồi cho con cho con gì bay nhỉ? Cho con này bay à? Cho rồng à? Rồng à? Này, chơi này được nhỉ? Thương bắt đáy. Hai floor này bỏ. We see teo bây giờ có rồng rồi thì thôi chắc không cần chơi teo nữa. Rồng đánh thường một phát thôi. Thế bỏ We see này, bỏ ma lốc này. Floor cũng bỏ được. Bán thần thì không nên bỏ vì con rồng mình đang đánh thường hơi nhiều. Trừ khi bây giờ ra muốn gặp đại nữa thì ra gặp đại. Ra cái này. Này cho ai bây giờ? Sephira nó tanh cũng được. À không, cho ấy. Grak à?
Mát sát nghỉ viện. Ơ, ơ. Không được, không kích được, quên. Chưa có... Chưa có ấy. Chưa có đi bác. Có Narcot này. Bỏ bán thần đi không nhỉ? Bỏ bán thần đi cũng được, không chơi floor nữa, bỏ bán thần đi. Chơi lắp cái con này đi. Man, Sephira, trận thủ. Một cái thương... Không sao. Hai floor này chắc bỏ à? Hai floor chắc bỏ thôi. Nhưng mà đi tìm trước đấy, bởi floor 2. Thôi không không. Này. Đi đu cũng được. Dashi. Anette, là thời Anette 3. Ồ, oh, chơi nghiêm túc rồi em. Mình cũng phải thắng rồi. Dashi 2, à, Alice 2. Rồng còn 3 con. Omen còn 9 con. Nó bền lên 9 luôn thôi. Lên 9 luôn. Bây giờ mong ra Ngọc Đại này. Ra Ngọc Đại con rồng. Phải nhá, cái gì? Pháo thủ lắm nhỉ? Thôi. Chả làm gì. Này cho Alice thôi. Chứ đánh cho ai. Narcot thì còn 5 con. Rồng ít quá, tôi lên. À. Ok. Thế bây giờ cho vào được luôn này. Nhưng mình sẽ bỏ mất một hắc ám đi. Cũng hơi tiếc. Đam đang nhiều. Thêm một. Nhưng mà đồ cho thêm đẹp. Nhưng mà choi. Choi này nắc. Xem con rồng ulti được không nhỉ? Con rồng không ulti được thì mình sẽ khả năng cho thêm là. Rồng ulti khá đẹp này. Truy hồn này. Thổi một phát này, con cát chết này. Chết con kia không chết con cát này. Sao cũng được anh em ơi. Khá khỏe rồi. Thôi lên 9. Lên 9 sớm. Rồng còn 2 con. Khó qua, khó qua. Cho thêm một luôn nhỉ. Thôi, bỏ một khắc ám tiếc lắm em. Tiếp. Sao chơi này đi. Chờ một tí, kiên nhẫn tí. Bắt ám là thêm 2 rồi. Một thêm bắt đáy bên kia, một con cát bắt đáy bên kia. Cái này để con khác đi, xong rồi cho cái này cho con rồng đi. Cho nó con rồng cầm chi hồn đứng tanh cho nó lâu. Sephira thì khả năng cho Sephira vào góc cũng được, cho Sephira vào góc bên kia. Để suy nghĩ em. Rồi con rồng thổi ngu rồi. Khó, con rồng thì không có mana để thổi. Tiếc thế, có hai thường không có mana. Hay mình cho lại bán thần vào nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta lại thấy con bán thần cũng khá là ok. Giờ quá muộn rồi. It's too late to apologize. It's too late. Bãi nhái. Thế thì câu cho thêm nhé. Cho thêm đồ nhé. Thêm gánh. Ừ, thêm gánh. Con cắt vào sau. Con cắt hiệp sau vào. Direct, mình cho con direct. Thôi cho đa sĩ cũng được không? Mình đi. Rồi con thêm nó bổ điên đầu luôn kìa. Gánh vãi nhái. Rồi bây giờ rồng gánh. Thôi một phát chi hồn. Ê con thêm để gánh đấy nhở. Ê, không, mình không ngờ là gánh thế đấy. Chết dở, xin lỗi thêm nhá. Biết thế anh cho em vào sớm hơn. Không ngờ con thêm gánh điên thế. Tại mình lấy cho cho con thêm mà. Mình chả thèm lấy đồ cho rồng. Ừ nhở. Thế mà không nghĩ ra nhở. Chết thật. Direct. 70. Cho Direct vậy cũng được. Cho Direct ở lại. Direct bay thử phát đi xem mất lâu để ulti không. Này thì cho rồng đi. Này thì cho Direct đi. Bay thử phát đi. Mất bao lâu ulti. Một phát đánh thường, một phát đỡ, một phát đánh thường, một phát đỡ, một phát đánh thường, một phát đỡ, ba phát. Ba phát à. Bây giờ cậu trời cần phải ra Ngọc Đại này, mình cần nhất là Ngọc Đại. Không Ngọc Đại không ra gì hết. Sách Thánh cũng được, nhưng mà Sách Thánh không ngon bằng Ngọc Đại.
phong đãi quan trọng nhất. Von Cut mình chấp mình không cần cho đồ nữa được. Nhưng mà Von Cut không cho đồ cho nó bay xuống đi. Mình cho Von Cut bay xuống nốt đi. Ta thêm ở lại mình. Có cuộc chiến đây rồi, đây rồi. Điên bà cái đầu mất. Trời ơi, điên cái đầu của tôi mất. Một con cùng chiến đề phòng nhé. Thêm một vị trí thì mình sẽ chơi cùng chiến. Lên luôn nhỉ, 28. 47 máu. Một sau đi. Sau nữa đi. Sợ gì. Còn nên cho Choi On. Thôi, cho Choi On giống con thêm nó mổ được. Thêm bây giờ mình có muốn ở lại không? Mới cho thêm ở lại. Cho Von Cut bay đi. Con cát xuống dưới kia nó có thêm 20 mana là 60 mana, chắc là ulti được. Thêm góc đấy nó sẽ bổ được. Na có điên thế nhở. Có cái phá hỏng cái đội hình mình luôn. Thêm bổ phát em. Một phát thôi. Hai phát đi, thôi đùa đấy, hai phát đi. Iraq ulti phát đi. Thêm bổ phát nữa đi em. Trinh à. Thế này mình nghĩ cho ở lại cũng được. Thì con rồng mình sẽ chờ con đấy, con rồng thổi một phát xong con thêm bổ bục phát thế là xong. Ừ, theo chiến thuật thì là thế. Đây rồi. Ai sợ đấy, bọn này chơi khó mình ý. À. Cho đi rock nhỉ. Mình sẽ tạm nắp đi cũng được. Ý là cho con rồng thổi luôn á. Nhưng mà pha rồi nắp bay xuống hơi cay à nha. Cái thế các bạn nắp này. Muốn cho rồng vào góc không nhỉ? Một thương bắt đáy bên này. Rồng vào góc cũng yên tâm. Không sao. Bế được hai con, bế con thên lên được không? Không thế, không thên rồi. Rồng thổi góc này xấu rồi. Đi rắc, bụt, ok. Chết con thên đi anh em ơi, chết con thên đi. Chết con thên đi, làm gì chết con thên đi. Thêm bổ phát nữa em. Không cần bổ luôn. Ok. Bây giờ lại một vấn đề nan giải nữa. Con Von Cut mình không có đồ. Mình muốn cho Von Cut mình bay đi không? Nhất là thế. Thứ hai là con Narcot này. Mình muốn dùng Narcot không hay mình muốn dùng Dirac? Rất nhiều vấn đề nan giải. Đấy mua luôn đi. Đang nghèo. Cho Dirac ở lại anh nhỉ. Cho thử Dirac ở lại phát nhé. Chơi từ chiến thuật kiểu này nhé. Sau mình cho đồ này trong Dirac đi. Bắt ép con nắc này phải bay đi. Và 50 mana mới cộng với cả 60 mana nữa là bằng 110. Mình nghĩ ulti cũng ok ấy. Chứ con nắc này nắc cụt 1 tí đồ cũng chả ulti được. Cát đứng đây. Thêm Lily thêm được hai pháp sư rồi. Ít ỏi nhỉ. Rồi ok, nắp cụt chết luôn. Đấy, nắp cụt có cái nghĩa gì đâu. Đi đắp cũng chẳng nghĩa gì à. À, xây được một phát. Ok anh em ấy. Trao đồ cho con đi đắp này ngon hơn. Còn gì nữa nhỉ. Con cát cũng có sống này. Đấy, cũng chẳng cần con gì ở lại tanh. Bây giờ mình còn muốn lấy con Lily này vào không nhỉ? Nếu mà thêm một tướng nữa mình thêm gì? Thêm Lily thêm được phù thủy. Nếu mà thêm một con cùng chiến nữa thì lại ngon. Narcot 2 này. Narcot 2 lại cho Narcot vào không nhỉ? Lily bỏ nhá. Chấp. Cho Narcot 2 vào không nhỉ? Narcot 2 là 60 mana là một nửa. Một nửa khả năng ulti không? Thử vận may phát nhé. Em sao nhé. Mình nghĩ là được, hên xui được. Từ bắt đáy bên này hay từ bắt đáy bên kia. Con cát thì một phát, thay bổ một phát đâu em. Narcot, còn Narcot 2 vẫn còn sống thì là đưa ra. Narcot ulti một phát em, ok. Một phát thôi là được rồi. Con cát này không vẫn chưa chết à? Chịu chết à? Gì đấy? Gì đấy? Bao nhiêu đồ? Hai đồ. Chịu rồi.
Tôi không cần đâu. Rồng. Chứ nhẹ rồng. Phải ra lấy hết đi cho bạn em đỡ phải chơi. Không men thì thôi. Khả năng mình sẽ lửa lửa mình cho con rồng một góp đi cho nó yên tâm. Con cát mình không có đồ gì nhỉ. Nắp mình đứng cạnh rồng. Nắp cụt cũng ulti được ấy, mình sẽ để nắp cụt ulti nhé. Đó, phải căn thương cho con rồng mình thổi vào con cát nhà bạn kia rồi anh em ơi. Đó, phải căn đam ấy. À đâu, căn hướng ấy. Mình gặp bạn nào nhỉ? Mình gặp bạn nào có thên có con cát đây bạn này này. Mình sẽ bắt mấy bạn còn lại trước đã nhé. 5 bạn chắc bắt được. Bạn cho đi bắt thôi. Let's go hunting. Hunting. Rồi luôn với chúng tôi. Cho tạm con Lulumia này nè. Có cùng chiến nhỉ, cho tạm cùng chiến được. Lily đi. Đó, bây giờ thế nào? Bây giờ một góc này này, con cát này ở giữa đúng không? Con cát này thì ở góc này đúng không? Con cát này thì ở góc này đúng không? Bắt con cát này nhé. Thế thì vẫn bắt thế này thôi. Bắt này rồi anh em ơi. Bắt được con cát bên này. Không bắt được con đấy. Thế thì bắt con Yon đấy. Ôi con Yon. Yon ăn được truy hồn rồi. Xong rồi rồi ôi giờ nó hủy diệt thế này. Ui giời, chấp nhẹ con quy đi. Ui giời ơi, chấp nhẹ mấy con quy này đi. Ui xô, ui giời, nó hủy diệt quá anh em ơi. Em nhìn tàn nhẫn quá, mình không dám nhìn nữa. Khiếp sợ lòng người. Bạn này đi, bạn này không đi. Bạn này đi. Châu Tinh Trì đi rồi. Mày thế đúng cái bạn mà thắng mình thì bạn ấy đi mất rồi. Xin cái sách thánh anh em ơi. Cần lắm. À đây. Mang dầu mình ulti rồi nhỉ. Thế cho Nakot ulti luôn đi. Đó, 10 điểm. 10 điểm bộ quốc phòng. Bạn này không có thương. Nó lại còn như thế nữa đấy. Nó lại phải là như thế đấy bạn ơi. Nó phải là như thế nữa đấy. Xin con cát đi được không? Xin dầu 2 đi. Bây giờ mình có muốn con cát 2 à? Nakot ở giữa. Được. Tôi thích sự bản lĩnh của bạn. I like it baby. Cho con rồng này vào đây. Chắc là thắng. Em xui. À con cát sang bên kia không sao, con rồng mình vẫn thổi được. À không, con rồng mình không thổi được rồi. Không sao cả. Con rồng mình tít góc này thì nó cũng không chết được đâu. Nên là nó sẽ quay ra nó khạc con Von Scott này thôi anh em. Đi lưu ulti một phát. Đi rắc bắn một phát. Rồi. Một mình chống mafia đi bạn ơi. Bạn một mình bạn chống mafia của bạn ấy. Chống làm sao được. Nè con cát này, lên con cát 2. Một lên. Đây là con cát 2 à. Ơi ơi. Đau hết cả đầu. Ơ, nói chung đội này vẫn khỏe. Vẫn không thể yếu được. Nên là anh em cứ thoải mái mà leo rank thôi. Biết mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu anh em thích clip thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn thì giúp mình phát trên kênh nhé. Thế vậy thôi hết rồi. Bye bye.